Em xin chào bác nhá. Hàng em lại về kính thư các loại chạm nguồn. Đấy, các bác xem có nhu cầu các loại chạm nguồn xi lanh thủy lực, các loại máy ép thủy lực thì liên hệ bên em nhá. Liên hệ bên em theo số 0985 324 456 hoặc số 0355 557 558. Kính thư các loại chạm nguồn. Các bác xem có nhu cầu các loại chạm nguồn thủy lực, xi lanh TN thủy lực, các loại máy ép thủy lực thì liên hệ với bên em. Đây, cao áp các loại đầy đủ các bác nhá. T-Ben, xi lanh. Đấy. Hàng rất nhiều. Và đây là xi lanh đang gia công để gửi vào cho các bác ở trong Quảng Ngãi. Các bác xem này nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Thôi em xin kết thúc video tại đây để đi giao hàng cho khách đây. Đấy. Các bác cứ có đặt các loại xi lanh nhá. Đặt xi lanh là bên em sẽ gia công nhá. Bên em sẽ gia công. Hàng đẹp.